Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm cái clip để giới thiệu về hai combo loa full cho hai bác khách. Đấy. Cái cấu hình ngày hôm nay là em sẽ ship hàng qua đường bưu điện và nhận hàng được kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền. Cái cấu hình ngày hôm nay là một combo xịn của nhà máy, đó là combo của LG Bass 30. Còn đây là một combo bình dân hơn của công ty của nó là ZQ và TEP LG, đều những sản phẩm hàng chất lượng cao. Các bác nào có loa bãi, loa hỏng, gì mà cái gì mà cứ cần đến loa rời thì điện cho ngay cho em Tùng Nguyễn Audio. Em Tùng Nguyễn sẽ bất chấp thời tiết và ship hàng cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin giới thiệu đến combo là ZQ. Đây là một cặp bát hàng chính hãng của công ty ZQ, bích thép của nó bằng như miếng inox được mạ này. Mạ tất cả đều là sắt thôi, nhưng mà nó được mạ một lớp này là để chống hoen chống gì, nói chung nó làm bóng cái bát đẹp. Xương nhôm đúc được chẻ đôi, được sơn trắng. Đấy. Hàng chính hãng của ZQ, một công ty lớn ở nhà máy Trung Quốc. Lón sần màng tím gân 3 gân. Con này tiếng ca nó rất là sáng. Chặn nhún màu vàng đẹp chưa? Kẹp lỗ kẹp tê của nó rất là dày các bác nhé. Đây này. Đấy các bác nhìn đi ạ, dày. Côn 76 con này tiếng lời nó hay lắm. Mẫu này cũng dựng loa nhiều rồi. Và con này thì em dựng những cả cặp tép này. Cặp tép này của nó độ bền rất là cao, tiếng hay. Model HG120-5, từ 120 cùng 4 nắp nhôm. Hàng chính hãng của công ty NG, từ 120 cùng 4. Đấy, loại này kèn gen xoáy, ai muốn kèn bắt ốc em lại có kèn bắt ốc. Rất là đa dạng hàng hóa để các bác chọn. Còn phân tần là phải theo như nông bộ này. Phân tần mạch lọc BL2, chạy hai con chở nhôm màu bạc, tụ lọc của BL, đường bát và đường chép, hai đường ra, còn đường in là đường vào, bảng mạch phíp màu vàng. Phân tần phải đi theo đôi như này nhé, một combo như này có giá 3,4 triệu được bao ship các bác nhé. Đấy, còn các bác nào mà muốn chơi combo mà xịn sò hơn một chút thì các bác có thể chơi combo của LG. Cả bát này có hãng là LG Lewiston, model của sản phẩm là 12VKF336. Bát 30 từ 190 côn 76 ở đây pin 300W, nhưng mình phải đánh đẩy từ 600W các bác nhé. Đánh đẩy 24 sò để đánh con bát này. Xương nhôm đúc chảy đôi, đây là một dòng bát xịn của nhà máy NG. Màng của nó là được xếp đi nhận sóng, màng màu lông chuột gân 3 gân. Con bát này thì bích tê lỗ của nó rất là dày. Đấy, các bác nhìn này, đều là hàng chất lượng kìa. NG. Nhưng sản phẩm này của nó là nằm côn dây dẹt và tiếng mic của nó rất là hay. Tiếng mic sáng. Mình hát cảm giác nó thoát tiếng. Gân 3 gân, bát NG. Sử dụng bộ này thì em ghép cho bác khách này, bác ấy ghép là tép neo. Tép neo B450 INC. Côn 44 dây dẹt. Và chạy với phân tần BL2. Cái combo mà bát NG và tép neo này nó 4,850 triệu. Được bao ship. Và hôm nay thì em Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về hai combo loa rời của Bass 30 loa full. Các bác có nhu cầu quan tâm mua hàng thì anh liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất.